gọi cho em buồn. Em nhớ chị hay gọi cho em hồi chiều không? Không nhớ hả? Trời ơi, người ta ngồi cho người ta tâm sự lâu anh lần nhau là không nhớ thì buồn chứ. Chị cục quẹt quá. Trời ơi, lại chỉnh em. Em lâu lắm luôn á. Tâm sự em có buổi luôn á. 2 tiếng đồng hồ đó. Chỉnh chỉnh cái máy của tôi làm sao rồi? Chỉnh lại đi. Em chỉnh lại máy đi, em chỉnh máy nó ấy rồi. Con kéo nó xuống xíu á con, kéo nó xuống ba mới nhìn thấy cái mặt của con rõ. Rồi, rồi mất cái mặt con luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, xíu nữa, xíu nữa. Xíu nữa. Xíu nữa nào. Yeah, được rồi đó, xíu nữa. Rồi, 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 đẹp rồi. Xinh gái rồi, con gái mà xinh gái rồi. Có, ba kìa rồi. Con gái mà xinh gái rồi, nhìn thấy rõ rồi. Đó, có ai vô kìa, ai vô dạ? Ai vô dạ? Chưa đuối hả mày, tưởng là ngủ queo rồi chứ. Sò. Trời ơi, gối đầu chưa tao hổ. Trời, gối đầu đi gửi đi chứ hả? Trời đó. Trời, lấy đầu cái bữa nè. Vậy thôi mày đi, mày làm đi, mày nhiều chuyện quá. Ta nhớ cả gót mà ha. Trời ơi, con chỉnh sao rồi mất. Kéo cái màn hình xuống con. Con kéo sao rồi cái màn hình nó bay lên trên chán rồi kéo xuống. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Yeah, yeah. Đúng rồi. Trời ơi, con gái bà giỏi quá. Trời ơi. Con gái bà giỏi quá trời quá đất luôn. Giữ. Giữ vậy đó. Để vậy đúng vậy là đẹp đó. Em đang tự cầm đó. Con ba Minh mà ha. Con ba Minh mà đúng không? Chết, từ nãy giờ tao bịt miệng tao, tao nói hoài không nghe. Con ba Minh phải dạy đúng không? Con ba Minh giỏi đúng không? Yeah. Coi chừng mới khen cái té hen ra ngoài nha, làm cái bụp cái đi. Cái mỏ ăn đó. Nguyên. Hồi nãy nói luôn á là hồi nãy nó nguyên ba chữ luôn là thương hết Phương luôn á, vậy Thanh không thấy đâu. Vậy là có thương Thanh không? Em nói đi, anh nói thương gì Thanh? Trả lời chứ đừng gật đầu. Đó, anh biết rồi đó. Có không? Có. Bữa nay á là dì Thanh nè, giờ chú Hòa chở, Dượng Hòa chở ông ngoại lên chỗ nhà dì Thanh á. Rồi ông ngoại giỏi lắm nha, ngồi xe chạy 1000 cây số luôn á, giỏi lắm á. Ông ngoại giỏi lắm. Ông ngoại là xuyên đã có cái Mỹ. Ông ngoại đang ở đâu? Xuyên bang, đang ở Mỹ ở Việt Nam. Ông ngoại đó, ông ngoại đang ở Mỹ ở Việt Nam, không biết không? Ông ngoại qua đây rồi nè, mới dẫn ông ngoại qua đây rồi, qua Mỹ rồi. Biết không, bữa đó ông ngoại nhớ, ông ngoại nói chuyện với con không? Không quên nè hả? Ông ngoại kể với con đó là ông ngoại qua đây rồi. Thì khi nào đó mà cà rốt hết bệnh đó, thì cà rốt lái xe qua bên chỗ gì thăm thăm ông ngoại. Nhớ không? Ừ, vậy thì giờ mới nhắc rồi nhớ nha. Khi nào hết bệnh về mình khỏe, mình lái xe qua bên chỗ gì thăm mình thăm ông ngoại ha. Ha con. Ok. Giỏi lắm.
Em đang cầm cái iPad đó nha con ơi. Dữ dằn không? Ghê chưa? Thấy em giỏi chưa, em cầm iPad luôn á. Đó, em chỉnh lên, em chỉnh xuống, em quậy té lẻ luôn, tờ hộp me luôn, tờ lừa hộp me luôn. Tờ lừa hộp dưa luôn. Nhưng con gái ba giỏi. Chị nhắn chị hỏi em á cái giá hiện tại mà cái giá em ok, cái đó là sao nhỏ, mình có bán theo giá quy định của họ không? Tức là cái tại vì á là họ Nói nói cái chuyện với em đi. 50% Nói chuyện với em là đi. cái phí phân phối đúng không? Thì á là chị đoán á họ làm như vậy là tại vì là mình phải bán hàng ra theo cái giá họ đưa ra thì họ mới cho mình cái phí đó phải không, chứ đâu có đúng không, có nghĩa là giống như 19% là dựa theo cái giá của cái thời đúng rồi đúng rồi, ý ý là mà chị biết là dựa, nhưng mà ý chị nói là cái giá mình bán ra à. Thì đó thì có nghĩa là cái giá. Đúng rồi. Con mệt không? Đúng rồi. Thế còn cái gì? Con nhớ cái mau tên gì không? Đó thì bởi vậy thành ra là ý là giờ là mình bán ra cái giá của mình là phải phải nghe lời nó. Thì theo theo ý của nó là bên mình phải nghe lời nó là Thôi cà rốt ra hôm nay cà rốt con đi ra ngoài cửa sổ ngồi không? Nếu như không cho Vinabay vào biết á cũng khó. Thì anh biết sao, tại sau này á khi mà khuyến mãi bằng hàng em nhớ cái phí trả không? Đúng đúng. Không ngủ lắm Ok. hả? Thì tại vì chị đang consider. Chị đang consider chị coi giống như chị gọi chị đặt trên cái Em mới ngủ dậy á, nói em mới ngủ dậy á. thì nó là nó thật thực chất Em mới là ngủ cái hoa dậy á. hồng. Okay, chị hỏi vậy chị biết cái nguyên tắc của để chị mà ấy thôi. Lồ hơi không phải chuyện chị, nhưng mà chị thắc mắc đúng là Billy nắm chuyện đó chứ, tại sao Billy đi đâu đi đi kiểu đó rồi. Em có tập không? Em có tập không? Cái gì nữa? Tập là khỏi có tập đúng rồi, ai chịu. Thì bỏ như vậy dễ gì.
mất nguy cơ. Ok, chị hỏi vậy thôi. Rồi rồi, ok, cảm ơn. Ui, đồng dù quá. Chị Trúc Trân ơi, nãy giờ má phải nói chuyện đó, má phải nói chuyện với công ty má đó, má không có nói em được đó. Con có buồn ngủ chưa? Không buồn ngủ hả? 11 giờ rồi đó, 11 giờ khuya rồi đó, đúng không? Trời, đắt mắt cái máy dữ vậy, ghê quá vậy. Ba nói em nghe nè, con nghe nè, lúc nãy cô hút cái trong cái cổ của con á, cô lấy cái ống cô hút á, là nó hơi khó chịu, nhưng mà con phải cố gắng lên nha, con phải cố gắng lên ha, nó hơi đau chút xíu nhưng mà ok con ha, con hút cho con khỏe đó. Cô cũng nói con ok, nhưng mà ba biết là con cũng khó chịu lắm, nhưng mà cô cố gắng xíu để cho cô hút cái đờm ra đó, cái mucus nó ra thì con khỏe đó. Không, con đâu có bị nghẹn nghẹn đau cái cổ nữa không? Bây giờ con còn đau cái cổ không? Có khó thở không? Con dễ thở lại rồi đúng không? Đúng không con? Bây giờ con thở dễ rồi phải không? Đó, bên này, từ bên nào bên này. Rồi, bây giờ khen được là bắt đầu chỉnh lên chỉnh xuống, điên cả ruột. Em nhiều chuyện quá. Khen là ứ rồi em chỉnh iPad tốt quá, thế là bắt đầu là cái giờ cứ kéo lên kéo xuống điên cả ruột. Nhỉ? Ứ rồi. Thì con chỉnh một lần, con kéo nó xuống xíu, con kéo nó xuống xíu, ba mới nhìn thấy mặt con. Đúng rồi. Xíu nữa này, xíu nữa, kéo xuống xíu nữa. Rồi con bỏ cái tay ra đi, con bỏ cái tay ra đi. Con bỏ cái tay ra đi, con bỏ cái tay khỏi cái iPad đi con. Con bỏ cái tay, con đang che cái mặt con rồi. Không không, cái cục kích. Điên cả ruột. Cười. Rồi. Xong, đó, lấy cái tay che hết rồi. Đó về nhà nhanh để nhẵn nhẽo với chơi chung với chị hai nè. Ủa sao con lấy cái tay con che hết cái này? Lấy tay em che màn hình. Con bỏ cái tay ra đi, con lấy cái tay này. Chồng, em chỉnh xuống gì được không? Em chỉnh xuống, em kéo cái màn hình xuống được không? Cái hơi cao rồi, chị hai thấy cái tay kìa đó, cái tay kìa đó gì nè. Không có thấy không? Cái mặt đi. À, đúng rồi, con giỏi. Rồi con bỏ tay ra đi. Con lấy cái tay, con đưa cái tay cho ba xem nào. Đưa cái tay, bỏ cái tay ra. Con đưa cái tay cho ba xem nào. Đưa cái tay ba xem nào. High five nào. Khen chỉnh, khen giỏi một tí là bắt đầu vặn vẹo điên cả ruột. Mày giống bố mày thế không biết. Rồi đúng rồi, con kéo xuống. Đúng rồi. Con giỏi, đúng rồi. Bây giờ con bỏ cái tay ra đi. Gật cái cục kích. Em ơi, hơi mặt em vô đi, kéo xuống em, kéo xuống. Cao quá rồi, thấy mặt cái vô. Yeah, giỏi quá. Chỉnh vậy là mỗi tay đi nha, chỉnh được không? Cầm vậy hoài, mỗi tay đó, mỗi tay chưa?
Hình như là để trên bụng ấy gì Dương, nó để trên bụng ấy. Vậy giờ nói y tá để lại cho con đi, nói y tá chỉnh lại cho máy cho con. Không, đi. Em đang chỉnh mà đó, em từ từ em bỏ cái tay kia ra được không? Em cầm lên xong lại em để được không? Ok. Tony ơi, off cái microphone Tony đi. Có chủ phòng dã man, admin thì kinh lắm, kích một phát văng. Yeah, em giỏi, em giỏi, em chỉnh véo 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 véo. Em buồn ngủ chưa? Trời ơi, Hà chiều nói chuyện là không có chịu buông luôn nha. Tức là không có chịu là ấy, nói bye là không có chịu nha. Thôi bye bye em nha, không chịu e luôn á. Đó, lắc đầu đó. Không có chịu bye bye đâu. Không có chịu bye bye đâu nha. Ủa từ nãy giờ tao nói tao cũng đâu mở micro đâu. Giỏi ơi, đẹp rồi, giỏi quá. Ấy thì mày xem thằng Cải bảo nó đổi cái khác đi. Cái gì chứ? Em nhỉ? Ui rồi ôi, ui rồi ôi, vặn. Ui rồi ôi. Tối nay là chị em mất tiêu rồi. Chương trình tối nay là chị Nai Tát. Chị ra đây luôn. Con để con kêu con. Con cái thai em. Cái gì là cô vô của nó lại. Thay ra con. Cà rô ơi, không có thay cà gót rồi. Thấy cái tay cà gót không à. Con mỏi tay rồi nha, để y tá vô chỉnh lại cái máy giùm con nha. Lực lượng nhà mình đông đảo quá. Đừng có kia. Đừng đứng chứ. Hi Esther, this is Nee Win sister. Her iPad kind of trouble a little bit. Oh, yeah. Okay. All right, I'll be there. Okay, thank you. Đợi chút cho con, đợi chút cô vô, con vô rồi, tôi sắp vô. Nó chụp bà.
Cô vô rồi phải. Con bỏ cái tay ra cho cô chỉnh cái máy lại đi con. Yeah. Đúng rồi. Đẹp kìa. Xuống xuống chút xíu con. Xuống chút. Low a little bit. Low, can we do lower? Can lower a little bit please? Yeah. Yeah, that's good. Yeah, that's perfect. Thank you. Con nói cảm ơn cô đi, thank you cô đi. Em nói thank you rồi hả? Em giỏi quá. Em Mm-hmm.